Xin chào các bạn, đây là trận đấu giải ngày hôm qua mình đã đánh với clan Protifa Fasa. Do là mình không có thời gian để làm video bằng tiếng Anh cho nên mình sẽ bình luận bằng tiếng Việt. Đối thủ là ngang rank với mình. Trận đấu diễn ra trên cái map là Simum. Mình sẽ tua nhanh đầu trận. Cái hộp trên góc trên đây thì mình ăn. Nhưng mà hộp góc dưới á, thì đối thủ đã giành được. Mình đang trinh sát nhà của đối thủ đang lên nhà ba rất là nhanh. Mình vẫn chưa lên nhà ba, bây giờ mình mới bắt đầu lên nhà ba. Đầu trận thì mình ép cái hộp đầu tiên. Nhưng mà đối thủ ra tăng 2 cũng rất là nhanh cho nên ép không thành công. Hai cái hộp bên góc này thì đối thủ cũng ăn luôn. Bù lại thì mình đã chiếm được cái hộp ở giữa. Mình đã có một chiếc tăng 3. Cái hộp ở giữa này thì cho mình một chiếc tăng 2 với hai lính 2. Còn cái hộp ở đây thì cho mình một số lính 1 với hai chiếc tăng 1. Cái hộp này thì mình ăn được hai lính 2 với một tăng 2. Bù lại thì cái hộp này mình lại ăn được hai chiếc hammer với ba lính 2 nữa. Đối thủ cũng mang được một số lính 2 và đi vòng quanh map, đi vòng quanh bản đồ. Ở đây là hai chiếc tăng 2 của địch đã rút về rồi cho nên mình không có tiêu diệt được, mà chỉ tiêu diệt được ba lính 2 thôi. Mình đang tranh thủ ăn hộp ở đây. Đối thủ đã có 3 4 chiếc máy bay 2. Ở đây đối thủ đã có 2 lính 1 chờ sẵn. Mình chỉ chiếm được hộp dưới thôi. Hộp trên này đối thủ ăn được. Ở đây thì có một tăng 2 với 2 lính 2 của đồng minh. Mình đang lên nhà khói. Đối thủ đang chuẩn bị tấn công bằng Torrent. Lúc này đối thủ ăn được lại là hai lính 2 với một tăng 2. Lúc nãy tới giờ là 4 5 lần hai lính 2 với một tăng 2. Quân mình với quân đồng minh xuất hiện giống nhau giống như vậy luôn. Lúc này thì mình ăn được cái hộp này là một lính 2. Lúc này đối thủ ăn được hộp nhưng mà ra một rất là đông lính của mình. Nhờ cái lính này mà mình thủ được cái khúc này. Mình đã có một con khói.
Mình rút cái quân này về để thủ. Đối thủ có thêm một con Tauren ở phía sau hỗ trợ nữa. Đối thủ đang dùng hai con Hammer để tấn công phía sau. Lúc này thì mình đối thủ thành công, tất cả các quân địch đều bị thiệt hại, nhưng mà quân mình cũng thiệt hại không kém luôn. Lúc này thì mình đang kéo quân lên đây để chiếm cái hộp này, thì xuất hiện một con tăng một. Sau đó là ba con tăng 2 và thêm hai con tăng 1 nữa. Mình đã chiếm được hộp ở đây. Nhưng mà không xuất hiện quân của mình. Không xuất hiện quân đồng minh. Còn bên đây thì đối thủ ăn được con rút này nên kéo vô góc này ăn cái hộp này. Bây giờ mình đang cố gắng để chiếm được cái hộp ở phía đây, coi có ra quân đồng minh hay không. Chỉ có ra hai cái hộp màu đỏ chứ không có đồng quân đồng minh rồi. Ra được 4 con tăng 2 với 2 con tăng 1. Thì ngay lập tức 3 con Vertex đã bay ngang. Mình không có điều khiển được cái quân màu vàng này nha. Nó cứ chạy vòng vòng, không biết nó chạy đi đâu luôn. Ở đây thì có hai con tăng 1 với hai con tăng 2 nhưng mà không giết được một con tăng 2 của xanh nào. Mình xuất hiện thêm một con rút màu xanh lá cây. Còn bên đây thì mình có được ba con tăng 1 với ba con tăng 2. Đối thủ đang chuẩn bị tấn công. Mình kéo quân lên đây để chiếm hai cái hộp này.
control point locked. Ở phía sau thì đối thủ có thêm một con Torrent nữa. Lúc này đối thủ ăn khá là nhiều đồ, nhiều hộp rồi. Lúc này thì đối thủ ăn cái hộp này thì mới xuất hiện là 3 con tăng 2 với 2 con tăng 3. Tới phút thứ 16 thì nó đã xuất hiện được tăng 3. Ở đây mới thêm 3 con tăng 3 nữa. Còn bên đây thì cũng xuất hiện được 5 con tăng của màu xanh lá cây. Control point lost. Cái map này hơi khó điều quân khi mà chạy ăn nhặt mấy cái hộp này. Thì phải chạy lên chạy xuống vòng quanh mấy cái đồi này. Lúc này con rút nó không đuổi theo nữa mà mấy cái con tăng 1 và tăng 2 của Slacker nó lại đuổi theo tới đây. Có thủ ăn được 27 hộp rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. The battle is lost.